Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà, cô bác cùng tất cả chư đồng đạo, chư quý vị kính mến. Nhân hôm nay chúng ta có cái chuyến du sơn hành hương trở về cái núi Tà Lơn để rồi kính viếng đến những cái nơi của bậc tiền nhân tổ phụ của chúng ta có cái công tu hành, và chúng ta đến đây để hấp lại cái tinh thần, cũng là xây dựng cái đời sống tu tập của chính mình. Thì trong cái buổi tối hôm nay tôi sẽ có một cái bài tâm tình cùng với tất cả chư đồng đạo nhằm xích tấn cho nhau trên cái tinh thần tu tập. Thì cái bài mà nói chuyện đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ bàn về bố thí. Như vậy thì 6 buổi nói chuyện chúng ta bàn về 6 chủ đề trong lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thì chúng ta sẽ lần lượt tùy theo cái buổi mà chúng ta sẽ bàn. Xin thưa với quý vị, trong cái đời sống tu của mình, cái điều quan trọng nhất để cho chúng ta tìm về là chúng ta luôn luôn phải gồm lại bên trong của chính mình. Khi mình nhìn lại bên trong của chính mình đó, mình mới thấy giá trị sự thật của cuộc sống như thế nào. Còn nếu mà mình không cố gắng thật sự nhìn lại bên trong của mình thì xin thưa quý vị, do tiền nghiệp, do hoàn cảnh mà nó điều khiển mình hồi nào mình không hay. Và điều đó mình đã từng thấy bản thân của mình, cái mục tiêu, cái chí hướng, cái đường hướng mình phấn đấu thì có, nhưng mà gặp cảnh hành xử thì chúng ta không đủ trí tuệ để làm theo cái trí tuệ của mình, mà chúng ta làm theo cái hoàn cảnh, cái tình huống nó đẩy đưa, nó đến. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta không làm chủ được mình. Cái đời sống tu quan trọng nhất là cái đời sống mà chúng ta biết cách để làm sao mà làm chủ chính mình mới là quan trọng. Sự làm chủ chính mình ở đây không phải là tôi nói đến cái tinh thần giác ngộ đâu, mà mình điều khiển được thân khẩu ý của mình theo một đường hướng tốt đẹp, đó đã là quý rồi. Cho nên đây gì chúng ta theo cái tiền nghiệp, theo cái hoàn cảnh, theo cái thói quen của hàng ngày, và chính cái thói quen đó nó sẽ dẫn cho chúng ta đến tham, sân và mê mờ. Dĩ nhiên huynh đệ anh em mình chắc có lẽ ai tu cũng sẽ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đập mũi, kệ có anh chút mà nhậm gì, phải không? Cho nó cắn đi, nhưng mà tới chừng nó cắn quên đập, quên cái đập liền à. Mà đập xong mới nói tèn ơi, mình cũng hứa với lòng là không có đập mũi, mà sao bây giờ tự nhiên mình đập, là bởi vì mình không có đủ trí tuệ để dằn cái thân của mình. Do cái thói quen á, nó tạo nên cái lề lối cuộc sống đó. Cho nên mình tu là mục đích mình luôn luôn để kìm những cái điều này nè. Muốn bẻ ai một trái gì, chúng ta cũng phải kìm tâm mình lại. Muốn nói một câu nói gì, chúng ta cũng phải kìm tâm mình lại. Đó là cái quy trình của cái sự tu tỉnh. Mà cái điều này không phải là một sớm một chiều chúng ta làm được đâu, mà đòi hỏi có khi chúng ta cả một cuộc đời sống tu tập của mình lần mình mới có thể kìm được. Còn bằng không là xin thưa quý vị, phần lớn huynh đệ anh chị em chúng ta chỉ sống trong tiền nghiệp mà thôi, rồi theo cái thói quen của cuộc đời, theo thói quen của cuộc sống, rồi nó tới đâu nó tới. Nhưng mà nếu chúng ta có cái công năng của sự tu hành thì chúng ta chắc chắn sẽ quán chiếu được cái này. Cho nên xin thưa quý vị, cái người mà người ta có cái tuệ trong cuộc sống á, thì người ta luôn nhận ra. Và cái đời sống của mình dài chừng nào thì đồng nghĩa cái tuệ của chúng ta lại sâu sắc chừng nấy. Mà hễ cái tuệ sâu sắc rồi, xin thưa quý vị, nó trở thành cái thói quen, mà cái thói quen trong thiện nghiệp. Mà lúc đó mà ác nghiệp tới cũng không thể nào làm được. Hồi lúc mình còn đi học á, mình còn nhớ huynh đệ anh em học chung với mình học cái trường đời á,
đến cái phòng thí nghiệm mà người ta bắt mổ con này con kia đó, thì dĩ nhiên mấy mà huynh đệ mà đời bạn học đó, quý vị thấy ta mổ ngon lành lắm. Còn có nhiều anh cầm cái dao dòm hoài, nói sao tôi ăn chay từ hồi nhỏ, cái thói quen không thể làm được cái việc như vậy. Cho nên nếu mà mình thật sự mình quân tập, mình tu trong cái thói quen đó quý vị, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình rất là thuần thành. Thành ra quý vị thấy một con người nào mà có cái công năng tu tỉnh á, mình mướn người ta mà nói nặng người khác, người ta nói không được. Hay là mình muốn cho người này kích người kia đặng cho chữ nhau, chữ cũng không được, khi người ta có cái tâm quân tu. Còn mình là trái ý, mình là khỏi kích, khỏi nói gì trơn, tới liền tại chỗ mà chặn không kịp nữa. Kệ để tao nói rồi, cự lộn tao cũng nói nữa, nói cho nó vừa miệng tao. Xin thưa quý vị, tu đó chứ không phải không tu. Cho nên khi nhận diện được điều này, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái đời sống tu của chúng ta như thế. Thì từ từ khi mà mình thúc liễm vô, mình mới thấy như thế nào là lục độ vạn hạnh của chư Đại Bồ Tát tu. Cho nên cái chữ Ba La Mật, xin thưa quý vị, nó là trí tuệ. Thì con người ta có trí tuệ trong bố thí, có trí tuệ trong trì giới, có trí tuệ trong tinh tấn. Tất cả làm mọi cái việc trong cuộc đời đó, người ta đều có trí tuệ ra để quán chiếu, để soi xét. Và khi hiểu được điều này là, xin thưa quý vị, người ta cũng cảm thấy nhẹ nữa. Là nhẹ là gì? Mỗi người có trí tuệ khác nhau. Thì người có công năng tu lâu thì trí tuệ nó lâu, nó sâu. Còn người mới tu thì có trí tuệ nó cạn. Cho nên cái hành xử nó khác nhau, cũng một sự việc đó. Nhưng mà cái người có trí tuệ sâu người ta hành xử khác, còn cái người có trí tuệ cạn hành xử khác. Thì do cái cách hành xử đó thì chúng ta biết rằng cái người đó, cái trình độ trí của họ như thế nào. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó có nói đến một cái cây đại thụ á. Cái cây đại thụ nó lớn, cho nên từ chỗ đó nó, cái rễ nó bám sâu vào lòng đất và cái tàn nó rất là to. Thì chứng tỏ cho người có cái trình độ trí tuệ lớn. Thành ra đôi khi họ nhắc lên cái gì và họ buông xuống cái gì rất là nhẹ. Thì mình không biết cái mình ở tàn anh đó tu sao nặng nề hung hăng đồ này kia, tại cái trình độ người ta tới đó. Mình bắt ép người ta không có được. Cái người mà nhắc lên được mà để xuống nhẹ được thì chúng ta biết không phải người đó tu của một đời đâu, mà tu nhiều đời. Mình nhớ cái ông chú, ông này ông tu mà ở cốc, tu hành cũng ngon lành lắm. Ở xóm có cái bà đó, bà thương ông. Mà ông thương là thương ông làm thinh à, ông nói tiếng gì hết. Và bà đã tỏ tình nhiều lần mà ông cũng làm thinh. Cho nên ông tức quá tức, bà tức quá tức. Bà lại bà học ở gần sớm là ông đó ông thương tôi, ông mà chọc ghẹo tôi. Mà khi nói như vậy ông cũng làm thinh luôn. Khi mà anh em ta biết được này, người ta cũng phiền. Ở cốc tu hành mà đi chọc ghẹo người này người kia mà ông cũng không biện minh gì. Đến thời gian cái cô đó có chồng thì cô mới nói cái ông chưa tu tốt thiệt chứ, tôi nói quan ông này kia mà ông cũng làm thinh à. Thì lúc đó mình đã nghe vậy, mình vô mình nói với chú, nói chú sao khi mà nói quan cho ông vậy mà không ra ông biện minh, ông cự nữ gì chứ nha. Ông nói biện minh gì giờ, người ta thương mình không đáp lại đó là cái khổ đau cho người ta rồi, mà mình còn nói này nói kia tội nghiệp người ta nữa. Người ta thương mình là mình có phúc lắm, nhưng mà vì bổn phận tu mình không đáp lại đã là đau khổ với người ta. Mình nói này nói kia thì chẳng khác nào thêm cho người ta một đấm. Thôi làm thinh cho nó nhẹ. Quý vị thấy cái người mà nhấc lên mà để xuống nhẹ được như vậy đó, là cái người đó có công năng lớn lắm, có cái đời sống tu tỉnh lớn lắm. Còn gặp mình chắc mình la làng lên quá, nhỏ đó nó dốc rồi ha, đủ thứ kể cho người này người kia nghe. Cho nên nó xin thưa quý vị, khi mà có được cái trí tuệ trong cuộc sống, mình mới thấy rằng mọi người có cái sự hành xử khác nhau, cái sự đối phó với sự việc khác nhau. Thì hôm nay trong cái bài giảng đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề bố thí và bố thí trên tinh thần của một người có trí tuệ.
Thì bố thí như thế nào mới gọi là có trí tuệ đây? Xin thưa quý vị, mình cầm tiền mình cho là được rồi, thì có trí tuệ gì trong này bây giờ, phải không? Xin thưa quý vị, vật cho chứ không bằng cách cho. Có những người, người ta cho chứ đem lại hạnh phúc yên vui giữa cái người cho và người nhận. Còn mình cho làm sao mà khiến cho người nhận người ta đau thương, khổ khó, người ta buồn phiền, thì đây không phải là bố thí. Cho nên mình thấy mấy huynh đệ ở trên núi đó quyết chí tu hành, cũng tìm mọi phương thức để tìm cái tâm an lạc, mà nhiều anh em lên trển cho gạo, cho thóc, rồi quay phim, quay đồ, rồi bắn lên mạng, tội nghiệp huynh đệ mình lắm. Cách cho đó không hay. Nếu mình giúp huynh đệ được trong vấn đề san sẻ để tu tập, để cùng nhau người có của, người có công để tu, thì cái chuyện đó là quý. Còn cái này đem lên như vậy không biết để làm cái gì, với mục tiêu gì, với động cơ gì thì mình khỏi bàn tới. Nhưng cái đó không hay. Cho nên mình cái cách cho của mình làm sao mà cho cái người nhận họ hạnh phúc kìa. Chứ cái cách cho mình mà cho cái người nhận họ buồn phiền thì đây không phải là bố thí nữa. Mà cái này chúng ta có thể dùng cái từ chắc cầu danh quá. Cho người khác thấy được mình đang làm cái gì. Thì xin thưa quý vị, với một cái người tu tập thì đây chưa hẳn là trí huệ. Trong tinh thần Bồ Đắc Tạo nói đến cái vấn đề bố thí gọi là tam vô thí đó. Thì không thấy người cho, không thấy người nhận, mà cũng không thấy vật thí nữa. Ta ghê vậy đó. Ngay cái bản thân người cho cũng không thấy, người nhận cũng không thấy, mà vật thí nó là cái gì cũng không thấy, chỉ làm bổn phận. Tùy theo cái sự nhu cầu, tùy theo khả năng mình mà mình làm gì tinh thần bổn phận, nó là quý. Cho nên xin thưa quý vị, tập cái hạnh của mình, cái đời sống tu tỉnh của mình phải làm sao có cái phúc báo trong cái việc làm của mình. Cái việc làm của huynh đệ anh chị em chúng ta đều là có phước hết đó. Vì chứ lấy tiền lấy của mình mà đem cho người không có phước sao được. Nhiều khi hỏng tiền luôn, mà thấy ai thấy thương cũng ghiêu ghéo huynh đệ giúp đỡ, cái đó phước nó lớn lắm. Nhưng mà mình làm bằng phát triển cái tâm gì? Mình làm có phải vì tâm trí tuệ không? Mình làm gì có phải tâm từ bi không? Nếu làm gì tâm trí tuệ, vì tâm từ bi mới có phước. Còn mình làm gì cái tâm khác thì xin thưa quý vị, cái này là coi chừng nó có những cái phản ứng ngược. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta đem ra giúp đỡ mọi người bằng cái tinh thần của cái tâm của con người biết tu tập. Cho nên đạo Phật, Đức Phật chỉ dạy cái phương pháp tài thí là làm sao đem của cải vật chất đến cho người khác mà người khác bình an. Cái này mới là hay á. Cho người ta mà người ta được vui. Nếu như mình là cái người có thêm một cái trí tuệ chút xíu nữa, kính thưa quý vị, thì không phải cái người được nhận là cái người mà thọ ân đâu. Mà chúng ta làm sao nghĩ rằng cái người cho là cái người thọ ân? Bởi vì nhờ có cái người nhận, chúng ta mới làm được việc phước báo, và nhờ họ cái phước báo chúng ta mới tăng trưởng. Từ cái lòng lành lòng thiện thì chúng ta lúc này trở thành cái người thọ ân chứ không phải người ban ân. Và đối tượng tri ân của chúng ta là đối tượng của người nhận quà. Khi mà mình chuyển tâm đó, mình đổi được điều đó đó, thì bắt đầu cái nó hay lên. Thành ra Đức Thầy muốn cho mình đạt được cái trình độ tâm thức đó, cho nên Ngài dạy mình từ từ. Của dư cho mượn mới là, hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên. Chê nghèo giàu nọ đâu bền, chi bằng bố đức lập nền từ bi. Chúng ta tu mà, chúng ta bố thí mà còn thấy mình giàu người khác nghèo, nó không bền. Cái quan trọng là chúng ta bố đức á. Bố đức tức là ban bố cái đức bằng cái tâm niệm từ bi của mình, thì chính cái này mới là quan trọng. Cái phước này nó lớn lắm, chứ không phải là bình thường. Nếu chúng ta biết cách thực hiện chương trình về vấn đề bố thí, cái phước báo của chúng ta bắt đầu tăng trưởng.
Thời xưa, vào cái thời của Đức Phật Thích Ca còn trụ thế đó, có cái gia đình đó giàu lắm, giàu thật sự là giàu. Có người con trai một, không cho đi làm gì hết, cứ ở nhà mà xài tiền gì hả? Mà xài tiền theo cái lối đại gia đó, không có nói là đếm một hai tờ, ngắt là một cọc gì đó. Từ anh này mới đi chơi bè bạn, rồi quen gái, quen người này người kia, mà mỗi một lần cho tiền là ngắt một cọc vậy. Ai thấy cũng nha, thấy rằng là đại gia hết trơn. Nhưng mà quý vị, từ khi cha mẹ qua đời, không ai làm ăn nữa, mà cứ xài, mà xài cái kiểu đó riết rồi của cải tài sản thì không còn gì trơn. Rồi bắt đầu mới đi ăn xin, dĩ nhiên là bị người ta cười chê, người ta chế nhạo đồ đủ thứ hết. Cho nên mấy cái thằng mà ở ngoài đường nó rủ, nó nói thôi giờ mấy mình đi ăn trộm, mà chú mày khỏi cần lấy gì chân á, cứ việc ở ngoài canh cửa, rồi mấy đứa tao vô, mấy đứa tao lấy, mà hễ gặp chủ nhà chạy ra thì cứ việc lấy cây đập, chỉ vậy thôi. Cho nên anh cầm cái cây ở ngoài anh thủ, thì tới chừng mà vô nhà người ta ăn trộm, người ta la lên, mấy ông kia chạy mất tiêu, chủ nhà chạy ra anh đâu có biết gì, anh lấy cây anh đập, người ta bao lời, người ta bắt anh, ta đánh. Anh khóc thôi là khóc, anh nói anh có ăn trộm lần đầu tiên ai tin. Rồi bắt đầu người ta mới truy nguyên là hồi xưa giờ cái nhóm này nó lấy nhiều của, nhiều cải, nhiều thứ vậy đó. Nhưng người ta kết án anh tử hình, thì anh tử hình anh phải chịu chứ sao, là chạy đường nào. Thì trong cái số những cái người kỹ nữ mà ngày xưa đó, mà ảnh từng cầm tiền một cọc mà ngắt mà cho đó, nghĩ tới cái ơn mà ngày xưa ảnh tốt với mình, không có tiếc tiền, nên dọn một cái món ăn rất là ngon để cho anh ăn cái buổi cuối cùng. Thì sửa sạn đem ra cái pháp trường hành quyết như vậy, thì anh ta mới được một cái buổi ăn như vậy. Anh mới suy nghĩ, anh nói mình cũng chết rồi mà ăn cái buổi ăn này cũng chết rồi, thôi cho nên mình cho ai đó cho rồi đi, chơi vui vẻ sung sướng gì ăn. Thì lúc bây giờ có những vị tu hành đi ngang, ông khởi lên cái tâm, ông nói tôi có cái điều nguyện cuối cùng là làm ơn cái bát cơm, cái mâm cơm này của tôi đó, là cho tôi bố thí cúng dường các vị tu hành đó là được rồi. Và người ta đã chấp nhận cái thỉnh cầu cuối cùng của anh và mời các vị đó vào. Thì các vị đó cũng vào ngồi để xem, để ăn cho anh xem. Và khi ăn xong thì anh đem anh ra chém đầu. Nhưng mà cái niềm vui á, cái sự mà hạnh phúc của anh khi chết á, anh được hết thảy sinh vào cõi trời, nhưng mà vì cái nghiệp ơn cái cô gái mà đã cho mình bụi cơm, cho nên sanh lại ông thần ở trong cây chuối á. Ông thần giữ cây chuối. Mà quý vị thấy lạ là trong cái cây chuối á, nó cũng có đất đai san hà đại địa, nó cũng có kinh thành ở trong. Thì bữa đó cái người phụ nữ mà làm kỹ nữ mà cho ổng ăn buổi cơm, mới đi ngang cây chuối đó, ổng bắt người ta che em chồng ổng giấu. Quý vị thấy là cái thời Đức Phật đã có ma giấu rồi đó nha. Nó hợp duyên nhau, nó giấu, nó đủ phước báo, nó giấu. Mình thưa quý vị, sức khỏe mình tốt, đời sống tu hành mình đàng hoàng, năng lượng mình cao, trí tuệ mình có, nó có ánh sáng, ma quỷ nó không có xâm phạm mình được. Nhưng một khi sức khỏe mình yếu, tâm mình nó tối, hợp cùng với người âm, coi chừng người ta nhập đó, chứ không phải là chuyện không nha. Nó hợp là nó dính đó, cái chuyện đó nó xảy ra nhan nhản, chứ không phải là không có đâu. Thì cái cô này là cô có nhân duyên với ổng cho nên bị bắt. Mà cha mẹ đi qua đi lợi kiếm nhiều lần như vậy đó mà không có thấy, chứ không phải là thấy. Thấy vậy đem cái chuyện đó bạch với Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, còn có nhỏ con gái mà sao nó đi đâu mất tiêu, kiếm hoài không gặp. Đức Thế Tôn nói thôi đừng kiếm nữa, 3 ngày trở lại đây, nhỏ đó ở đây nè. Hỏi sao mà Đức Thế Tôn biết? Nó bởi vì nó bị một cái nhân duyên giấu 3 ngày, tự động thần lực ổng hết à, ổng giấu hết được à. Cho nên khi 3 ngày thì cái cô đó xuất hiện ngay trăng tịnh xá, thì cha mẹ mới dắt về, Đức Phật mới kể cái câu chuyện đó cho chư đại tỳ kheo cùng gia đình nghe. Thành ra quý vị thấy cái phước báo
mà chúng ta bố thí với cái tâm hoan hỷ nó lớn. Từ một cái người của bùn nhơ, của tội lỗi, ăn chơi sa đọa ăn cướp, mà trong cái giờ phút cuối đời sắp sửa cái chết đến với mình, mà được cái tâm bố thí như vậy, mà cái phước báo còn sanh thiên đó. Nhưng mà cái cận tử nghiệp nó quan trọng nha. Nhớ lại cái cô đó, cho nên nó gịch lại cái nghiệp làm ông thần ở trong cây chuối. Đây là một điều mà huynh đệ mình phải luôn luôn cân nhắc. Cái cận tử nghiệp nó sẽ thay đổi mình bất kỳ giờ phút nào. Hàng ngày mình tu, hàng ngày mình niệm Phật, hàng ngày mình làm lành, mình muốn giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì coi cái gì trong cái đầu óc, cái niệm của mình nó còn chằng chịt cái gì, làm ơn làm phước chặt đi. Để không thôi mà tới gần chết là cái người mình ghét mà ngay chăng trước mặt mình hoài, không biết mình sinh gì đâu ạ. Là cái người mình không ưa mà cứ nó láng chán hoài là quý vị thấy rất là mệt. Thì thôi tốt hơn mình tìm cách mình thông cảm bỏ qua khi mà mình còn khỏe. Nếu được như vậy thì coi như cái sự bình an của mình mới được gọi là bảo đảm được chút đỉnh. Mà thường thường nó ngộ lắm. Cái người mà mình không ưa không phải là đầu trên, hay không phải là xóm dưới. Cái người mà mình không ưa là thường thường là cái người kế bên mình đó. Là chồng mình, là con mình, là huynh đệ, là anh em trong gia đình. Cái thứ thấy ghét là cái thứ mà nuôi nắng với nhau không đó. Cái thứ không ưa là cái thứ hàng ngày đó nha, trao đổi mặn nồng cho nhau không. Cho nên không có đâu xa. Mình phải làm sao chuyển hóa cái này nè, trong cái đời sống tâm thức của mình, để mình đạt được nhiều cái thắng lợi, cái thành công trong cái đời sống tu tỉnh và chuyển hóa tâm thức của mình. Thì để trở lại vấn đề là bố thí phải từ tâm hoan hỷ, từ cái sự vui của mình đem cái tài thí đó đến cho người, thì người mới có thể bình an được. Thì bây giờ mình mới thấy là huynh đệ anh em mình, là chứ quý đồng đạo của mình, ai cũng có cái hạnh bố thí hết. Dường như là từ nhỏ tới mình giờ là mình phát tâm mình tu, là mình luôn nghĩ tới cái làm thiện và làm lành. Tôi thấy mấy anh mấy huynh đệ mình đi lấy thuốc nam, đi chặt thuốc nam, đi công tác từ thiện, đều là việc lành hết. Nhưng mà mình đừng để từ cái việc lành đó đó mà nó xảy ra cái bất thiện nha. Thường thường cái ác pháp nó xuất phát từ cái thiện pháp. Nếu không khéo là ngay cái đó là nó xuất phát. Mình đi núi này là thiện pháp chứ không phải gì đâu. Lên để cầu nguyện, để cúng kiến, nhưng mà lên đây rồi cự lộn này kia là coi chừng cái cuộc đi này nó trở thành cái ác. Giận hờn buồn phiền với nhau, ăn ít ăn nhiều, tiền ít tiền nhiều gì đó, nó xảy ra công chuyện. Tuy nó nhỏ xíu mình coi vậy đó, nhưng mà tới chừng nó xảy ra mình không hay. Mặt lớn mặt nhỏ với nhau chỉ vì hai ba cắt bạc một xu. Rốt cùng từ cái thiện pháp mà nó trở thành cái bất thiện pháp. Ngay cả cái chuyện mà mình đi đám làm tuần cũng vậy, nó là cái thiện pháp. Nhưng mà coi chừng đi đám làm tuần người hơn thua, người xin tiền xin gạo gì đó mà cự lộn nhau, nó trở thành cái bất thiện pháp. Cái chùa nhiều khi nó nhỏ xíu quý vị, cái ban trị sự nhiều khi nó mới cắt lên thôi, mà huynh đệ anh em thương lắm, trao đổi mặn nồng xây dựng đạo pháp. Mà bữa nào xây dựng khang trang tốt đẹp rồi là bắt đầu đó coi chừng nó gã đám nữa. Cái thiện pháp đó nếu không khéo, thiếu cái phần tu tập, nó sẽ sinh ra ác pháp ngay nơi đó chứ không có đâu trơn. Thì cái bố thí cũng vậy, chúng ta xuất phát từ cái tâm gì? Từ cái thiện pháp mà để sinh ra cái thiện pháp, chứ từ cái thiện pháp mà sinh ra cái ác pháp thì thật sự là nguy hiểm. Rồi ngay cả mình bố thí về tài vật như vậy, thì chúng ta còn thêm một cái bố thí nữa. Trong nhà Phật thường nói, đó là pháp thí. Tức là đem cái lời lành, lời thiện ra trao đổi với mọi người, với huynh đệ. Thì ở đây nó có hai cái vấn đề mà chúng ta cần nói. Thứ nhất là vấn đề mà mình chia sẻ vấn đề đạo pháp. Thì chúng ta phải chia sẻ bằng với cái tâm gì? Từ bi, chia sẻ, thương yêu. Chứ không phải vì cái tâm mà hơn thua, không phải vì cái tâm mà tranh cạnh ích kỷ, hay là luôn luôn tìm lỗi người khác để nói. Cái này cũng là cái nguy hiểm.
Nếu thật sự là pháp chánh chơn thì cái lời nói để làm sao đưa cái người khác đến hạnh phúc. Chứ còn không khéo rồi xin thưa gì nói sao mà người ta đau khổ thì nó không phải là pháp nữa. Thành ra cái bậc mà lớn, cái bậc mà có trí tuệ lớn, người ta nói làm sao mà để tăng trưởng cái hạnh phúc lên, tăng trưởng cái niềm tin lên. Còn mình nói ghét rồi sớm chồm huynh đệ mình có mấy đứa mà giận với nhau hết trơn, không đứa nào nhìn mặt đứa nào hết, thì chúng ta phải biết rằng cái chương trình mà pháp thí của chúng ta chưa thật sự vì cái tâm từ bi mà phát xuất, mà chỉ ở giới hạn ở một góc độ của cá nhân thôi. Mà quý vị, cái việc đại sự mà cá nhân sao mà làm được, gặp đạo lớn can trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo, luống công nghèo vẫn còn nghèo. Cái đạo lớn thì phải cái tâm lớn chứ. Đạo pháp là lớn mà tâm địa chúng ta nó nhỏ thì làm sao mà có thể phát triển rộng hơn. Cho nên huynh đệ anh chị em mình, trong cái đời sống tu tập, khi nói cái điều gì từ chánh pháp, từ các lời của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, phải nói từ cái tâm lớn, tâm từ bi, tâm thật sự chia sẻ. Cái thứ hai, cái pháp thí đó là xin thưa quý vị, khi mà những ở xóm mình có những người bệnh hoạn, có những người ốm đau, có những người cùng cực trong cái cuộc đời này, họ cần sự động viên chia sẻ, mình đến mình nói một vài lời, đôi khi chỉ một vài câu kệ mà lấp qua cả bể sầu đời. Người ta bệnh mà mình biết an ủi, người ta đau đớn mình biết chia sẻ, thì theo tôi đây cũng là một pháp thí. Rồi chia sẻ được như vậy thì cái người bệnh cảm thấy bớt cô đơn, bớt lạnh lẽo, bớt buồn tẻ. Mà quý vị biết, cái người mình thương mà mình động viên chia sẻ thì cái chuyện đó nó bình thường. Với những người ít quen biết, ít có sự đồng cảm cho nhau, mà tới giờ phút đó mình biết hạ mình vì người bệnh mình động viên, mình chia sẻ, tôi thấy cái này chúng ta tập được hai việc. Thứ nhất là pháp thí, và thứ hai là chúng ta cũng có năng lượng của đời sống tu, dám hạ mình để giúp cho người khác phát triển thêm lên. Nên gọi nó là ba la mật, tức là cái độ trí tuệ lớn của con người mới làm như vậy. Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Nên cái đời sống tu của mình đó, mình mới thấy mình cần ôn luyện lại. Như vậy thì cái vấn đề pháp thí chư quý vị cùng tôi đều có thể làm được, tùy theo góc độ của từng người mà chúng ta có thể chia sẻ bằng những lời Phật Pháp, bằng những cam ngôn mỹ từ, mà Đạo Phật gọi cái này là ái ngữ nhiếp hóa. Ái ngữ tức là đem cái lời tốt đẹp, cái lời dễ thương để chia sẻ với mọi người. Và với cặp mắt của cái người mà có ái ngữ nhiếp hóa thì không có kẻ thù và không có người mình hờn giận, tất cả đều là những sự tha thứ hết. Khi mình hiểu rằng trình độ của mình như vậy, trình độ của người khác như thế, thì hai cái trình độ này hoàn toàn khác nhau. Mình đâu có bắt buộc người khác như mình được. Nếu thật sự mình trình độ hơn người khác thì lấy cái trình độ đó để nâng cấp người ta lên, chứ không phải lấy trình độ đó để phán xét người khác, để chỉ trích người khác, để cho người khác là không đúng cái này, không đúng cái kia. Thì điều đó chứng tỏ mình ba la mật mình cũng không có. Phải thật sự cảm niệm như thế thì coi như cái pháp thí của chúng ta mới đi vào đời. Cái thứ ba đó, đó là nói đến cái vô úy thí. Xin thưa quý vị, cái này nó tiềm tàng trong cuộc sống rất là nhiều mà đôi khi chúng ta không cảm nhận được. Tôi thấy mấy cái người già lớn tuổi thường thường cái bị mất, bị cái con mắt của mình nó bị cườm, bị thịt, rồi tới chừng mổ rồi có người cũng hết bình thường, mà phần lớn ai cũng bị ngứa, cũng bị sốt mắt chứ. Bữa đó ông già tôi á, ổng mổ mắt sao mà ổng ngứa con mắt, ổng sốn con mắt. Ổng hỏi, ê, ông hỏi lại, chứ con học Phật Pháp chứ con biết cái bệnh gì mà nó, cái nghiệp gì mà sao nó sốn ngứa mắt hoài không ạ? Tôi nói con không nghe kinh điển nói bố ơi,
Nhưng mà chắc con nghĩ chắc hồi xưa bố cũng nhìn ta sốn con mắt đó, nhìn mắt ngứa con mắt đó, cho nên bây giờ nó mới ngứa vậy đó. Mà thường thường mình sống trong cuộc đời mình ưa dòm người khác, thấy mắt ngứa con mắt lắm, nó ngứa dữ lắm. Cho nên chắc bây giờ cái nghiệp của bố cho nên nó ngứa ngứa. Ông nói tao cũng dòm ai ngứa đâu. Mình nói vui với ông chơi như vậy, nhưng mà nó cũng có cái để cho chúng ta bàn. Mình nhìn bằng cặp mắt nó không thật sự là thiện cảm. Cho nên cái cặp mắt của chư Phật và chư Đại Bồ Tát gọi là từ thị nhãn, tức là cặp mắt của mẹ hiền. Nhìn đứa con mình mà nó bị tật nguyền cũng thương, nhìn đứa con mình nó lành lặn chơi bời cũng thương. Sao cũng thương chứ á. Thì mình nếu mình có cái cặp mắt của từ thị thương, mà cặp mắt đó nó là cặp mắt gì vậy? Ban cho chúng sinh cái niềm vui, nên gọi là vô ý thí. Lúc nào cũng tìm cách để ban cho chúng sinh niềm vui, nên cái vô quý thí nó vốn sẵn có nơi trong tâm niệm của mình. Mà thường thường chúng ta đoạn cái mệnh vô ý thí này hồi nào mà chúng ta không hay. Sống trong cuộc đời đó, mình thường bị đoạn cái mệnh vô quý thí này bằng cách gì vậy? Gặp nhỏ nít nào nó đi ngang đường sợ quá, nói chú ơi con đi ngang đường sợ quá, chú dắt con dùm qua đường. Thì thay vì chúng ta nói thôi đừng sợ, chỉ là bóng đêm thôi, chú dắt qua cho, thì chúng ta hoàn thành cái chương trình vô quý thí. Nhưng mà chúng ta không vậy, chúng ta nói thôi mày đi ngang nó con ma lè nó cắn mày đó. Nó càng sợ lên, nó không biết ma lè là gì, nghe nói thì nó sợ lên. Thì vô tình mình đoạn đi cái mệnh vô quý thí. Thành ra mình nói cái gì muốn cho người ta sợ, mình tỏ ra mình uy quyền để cho người ta sợ, mình tỏ ra cái gì cái này cái kia để cho người khác ngán mình. Mình nghĩ rằng mình có quy phải không? Nhưng mà xin thưa quý vị, lúc đó là mình đang đoạn cái mệnh vô quý thí của mình. Cho nên Đức Phật Ngài không bao giờ tỏ ra cái quy theo cái kiểu thế gian mà làm cho người khác sợ, mà oai đức của Đức Phật lúc nào làm cho người khác được yên vui hết. Cho nên cái tinh thần đó, cái tinh thần tu tập đó đã khiến cho Đức Phật đã thành tựu đạo quả. Và hôm nay chư huynh đệ anh chị em, chư đồng đạo chúng ta, mình cũng phải làm sao tìm cách để nâng cái tầm dốc, cái thời điểm tu tỉnh của mình, để mình nhìn cuộc đời này và cảm thông với mọi người bằng tinh thần vô quý ha. Thì thôi giờ quý vị anh em mình cứ tập, hễ cái gì mà khiến người khác sợ thì không làm, cái gì mà khiến người khác sợ thì không nói. Mà quý vị biết cái nhân địa mà khiến cho người khác sợ thì cái nghiệp của mình sẽ tới, mình sẽ sợ. Đôi khi mình sợ mà không biết mình sợ cái vụ gì. Điển hình như là sợ chết. Mình chưa có chết nhưng mà nghe tới chết mình hết hồn rồi. Mà quý vị biết cái người mà giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nó có một cái điều trở ngại. Trở ngại nhất là cái gì? Sợ. Cái người nào sợ là người đó không giảng sanh Tây Phương được. Nhưng mà hằng ngày chúng ta gieo cái nhân cho người khác sợ, thì đồng nghĩa chúng ta sẽ lãnh lấy cái quả sợ. Mà cái quả sợ nó tồn tại trong tâm thức của mình, chúng ta khó giảng sanh. Cho nên Đức Thầy đã từng dạy cho chúng ta đó, tấm lòng thành gian trưng chớ khiếp. Tấm lòng thành tức là nhất tâm niệm Phật, gian trưng là khổ khó, chớ khiếp là không sợ. Một lòng niệm Phật mà khổ khó không sợ thì người đó sẽ làm sao? Đức từ bi tiếp dẫn linh hồn, Đức Phật mới cứu mình được. Còn mình niệm Phật mà mình sợ tùm lum tát lát ra à, sợ giàu, sợ nghèo, sợ bệnh, đến nỗi niệm mà sợ Phật không rước nữa. Không biết tôi niệm đây nữa Phật rước tôi không. Thì câu nói đó bình thường, nhưng chứng tỏ nội tâm chúng ta chưa đặt vững niềm tin và luôn luôn có mặt của sự sợ. Nên bây giờ mình tập ha, huynh đệ anh em mình tập. Tập làm sao mà đem cái không sợ cho mọi người, để người ta sống trong an pháp lạc trú. Khi mà con người mà sống được an pháp lạc trú, tức là hiện tại đây nè, người ta được thảnh thơi, người ta được yên ổn. Thành ra mình, đời sống tu hành của mình phải thật sự là xả thân.
thì người ta thấy cái sự xả thân của mình đó trong việc làm từ thiện, trong việc tu hành, thì người khác tự động họ dòm vào, họ thấy bình an hả? Thành ra huynh đệ anh em mà làm xả thân, rồi mình đi làm với mấy ổng mình khỏe lắm. Còn huynh đệ nào không xả thân, mấy ổng né hoài mình gầu gần chết. Cái cây đó theo như 4 người khiêng nổi mà 8 ông né hoài thì chết luôn. Người không tập, mình tập làm sao người ta xả thân như vậy thì cái không sợ nó mới có. Cho nên Đức Thầy đã nhắc lại, nếu đã xả thân tầm đạo đức thì mở lòng bố thí ngộ thần ca. Thật sự xả thân mà làm đạo thì người ta làm cả cái thân mạng này, bố thí cả cái thân này cũng được. Nếu thật sự mà xả thân để tìm đạo thì cái bố thí không phải bố thí vật chất đâu, không phải bố thí tiền của đâu, không phải bố thí ngôn từ không đâu, mà ngay cả cái thân này nếu cần thiết đem ra người ta cũng làm nữa. Cho nên mới gọi là ngộ thần ca, tức là chứng đắc được đạo quả. Chữ ngộ là nhận thấy, mà cũng có nghĩa là giác ngộ. Mà thần ca là, xin thưa quý vị, là giảng pháp, là câu kệ, là trí tuệ vô biên của Phật mà hôm nay chúng ta nhận được. Lời ca thần thánh đó là ở đâu vậy? Nó xuất phát từ một cái tâm lưu xuất của con người. Trong cuộc đời này chúng ta dám làm xả thân, mình mà hơn người khác thì xin thưa quý vị, hơn một kiếp hà, nhưng mà mình trầm luân nhiều kiếp. Mình thật sự xả thân tu tập vì mọi người một kiếp hà, nhưng mà từ đó về sau trầm luân sanh tử nó chấm dứt. Thành ra chúng ta phải chọn con đường nào để quyết chí, để tìm một cái con đường để xả thân đó. Cho nên trong cái tiền kiếp của Đức Phật, khi còn là một cái cư sĩ bình thường, chỉ là người cư sĩ bình thường thôi, mà Ngài động lòng từ, cái lòng từ của Ngài động lên, xả thân để làm việc giúp đời, để rồi tương lai Ngài thành Phật. Cho nên trong cái tiền kiếp mà Ngài gặp một cái con cọp mẹ mà nó có mấy con cọp con á, do sinh ra con nhiều quá, con cọp mẹ nó yếu và không đi đứng gì nổi nhiều, cho nên không có săn mồi được. Mà ngặt mấy con cọp con thì nó cứ đeo, nó bú hoài, càng lúc càng yếu. Thì con cọp mẹ đứng ở trong một cái vồ đá đang chờ cơ hội của ai chạy ngang để mà đớp mồi, đang mày sức sống được mới nuôi con được. Thì cái vị mà tiều phu đi ngang đường này đó, là một người bình thường, là tiền thân của Đức Phật, đi ngang con cọp nó nhảy nó chụp ổng, nhưng mà ổng nhanh ổng thoát được. Con cọp nó lủi vô cái dầu đá nó nằm đó, thì nghĩ rằng là theo thế thường là chạy mừng quá, nhưng mà vị này không chạy, dòm suy nghĩ. Nếu mình chạy thì con cọp mẹ nó chết, mà con cọp mẹ nó chết thì mấy con cọp con cũng chết luôn. Vậy đó mà dám đâm vào mình để cho chảy máu ra, cho con cọp mẹ nó hút máu rồi nó ăn thịt, rồi nó sống và nó nuôi mấy đứa con nó. Thưa quý vị, nghe cái việc làm mình nghe giống như là kể chuyện để nghe chơi. Ai mà làm được việc đó? Nhưng mà xin thưa quý vị, Đức Phật là người đã thí thân cho cọp đói, cho nên chính Ngài đã làm được cái xả thân đó. Cho nên bây giờ mình mới lại nè, chính Ngài đã làm được cái xả thân đó, bây giờ mình mới gọi Ngài là Phật được. Vì thì chúng ta mới thấy rằng cái việc làm, cái trí tuệ trong cuộc sống mà Ngài dám làm, hy sinh một đời để rồi mãi mãi không trầm luân sinh tử nữa. Ra sư đồng đạo, huynh đệ anh chị em mình phải làm sao nhận được cái điều đó. Và cái điều thứ hai nữa mà Đức Thầy của chúng ta nhắc lại, một cái gương hạnh tốt nữa ở trong sấm giảng của Ngài, đó là Ngài cấp cô độc. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Vậy thì người ta dám xả thân để gì? Để cầu đạo. Dám xả thân để làm tất cả, để tìm cái đạo lý, để làm sao chứng ngộ được cái vòng thánh, để lìa khỏi luân hồi sanh tử. Thì chư đồng đạo mình tu thì cái đời sống tu tập của mình phải làm sao phải xả thân. Cái sự xả thân đây không phải là mình có thể làm như Ngài cấp cô độc, chắc chưa chắc chúng ta làm nổi. Hay sự xả thân của chúng ta không phải là như tiền thân
của Đức Phật ngày xưa mà đem thân cho cọp đói, mà chúng ta xả thân trong đời sống hàng ngày của mình. Ngay khi cúng lại mình xả thân là được rồi đó. Tới giờ phút đó mình nghĩ như mình đã chết đi. Mình xả thân để mình cúng, mình thành tâm mình cúng, tắt điện thoại luôn. Tới giờ phút đó mặc áo tràng thay nước thay bông gì đó, thành kính cả một cái tấm lòng của một người, xả thân để cúng kiến, xả thân để hành đạo. Xin thưa vậy, ngay giờ phút này mà mình tập xả thân cũng là hay rồi đó. Hay là mình lúc mình giúp đỡ anh em mình giúp đỡ người này người kia, mình xả thân làm hết phận mình. Hay là khi mà mình giúp đỡ ai trong cái chương trình tu tập hay chương trình làm ăn, bất kỳ chương trình gì mà mình làm, mình hết mình thì chắc có lẽ hiện tại mình được nhiều người kính trọng, và tương lai cái đời sống tu tập của chúng ta mới có thể tiến xa và thăng cao hơn nữa. Cho nên đây là một cái điều mà đòi hỏi huynh đệ, anh chị em chúng ta phải luôn luôn thực tập, để mình tập hàng ngày, để mình xả thân trong giờ phút cúng, trong giờ phút làm việc, trong giờ phút làm từ thiện. Vậy thì cái chữ xả thân này chúng ta được dịch gọn ở một cái góc độ của chúng ta tu tập là hết mình vậy. Cúng thì cũng phải cúng hết mình, làm từ thiện thì cũng phải làm từ thiện hết mình. Được như vậy, cái năng lượng trong cái đời sống tu tập của mình, sự bình an trong thân tâm mình mới khó. Thì lúc bây giờ quý vị biết cái tâm mà trở ngại cái con đường bố thí này nè, nó sẽ mất đi. Thường thường cái tâm gì nó trở ngại con đường bố thí của mình, đó là cái tâm tham. Sinh ra cuộc đời này làm như cái tham nó vốn vĩ có trong tâm thức của mình. Cái tham làm như nó có sẵn ở trong lòng của mình sao á. Từ một đứa bé mới sinh ra thôi, chúng ta tập bú mớm, tập ăn uống là bắt đầu cái tham nó có rồi. Rồi lớn lên chút xíu nữa, chúng ta nghĩ chắc là cái lòng tham mình nó hết ha. Rồi bắt đầu chúng ta bỏ cái tham đó, chuyển qua cái tham khác. Chẳng hạn như là lớn rồi ham chơi con cúp bế, ham chơi một món đồ chơi. Nhưng mà tới lớn lên chút xíu nữa mấy cái đó không ham. Bắt đầu ham sắc đẹp, ham tình cảm, rồi ham tiền bạc. Tuy là cái lứa tuổi có khác nhưng cái tính tham nó hoàn toàn giống nhau. Và cái điều này nó đã chất chứa của nhiều đời nhiều kiếp, nó đã khiến chúng ta trầm luân sinh tử luân hồi, là bởi vì chúng ta luôn luôn mê nhiễm, đắm đuối theo tất cả các tham này nè. Cho nên chúng ta khổ. Bây giờ mình giác ngộ thật sự là người xả thân ra để làm, để giúp đỡ, thì chúng ta mới có thể đoạn được cái lòng tham này. Cho nên nó xin thưa quý vị, cái đời sống tu tập khi mình biết công phu, mình thật sự quay về quá khứ của mình bằng những lời sám hối, mình mới thấy rằng cả một quá khứ của mình bị trầm luân sinh tử, bị khổ đau nghiệt ngã đều do cái tánh ham muốn cố thủ này. Thành ra bây giờ cái đời sống tu tỉnh của mình đó, mỗi một cái thời cúng phát nguyện lên, mỗi một hành động để thể hiện cái tính cách của con người, thì xin thưa quý vị là chúng ta phải biết mình đang tìm cách tách bước ra khỏi cái vòng trầm luân quan nghiệt này. Cho nên tánh tham là thứ mà khiến cho chúng ta trầm luân, tánh tham là khiến cho chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Mà từng giờ phút cúng lại cầu nguyện giúp đỡ là những giờ phút chúng ta phước túc xuyên phương, tức là bước đến thảnh thơi. Mà từng bước chúng ta bước đến thảnh thơi thì việc làm gì của chúng ta cũng bằng cách đoạn đi cái lòng tham. Đó mới là thật sự là chúng ta bố thí ba la mật. Thành ra cái người mà thật sự đoạn được lòng tham, không phải đi vào trong chùa rồi cúng một nải chuối rồi cầu nguyện đủ thứ hết, mà cái cần nhất là cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Khi mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thì cái phước báo của mình mới tăng trưởng. Khi mình thật sự yêu mọi người thì cái phước đó mới đông đầy lại cho chúng ta. Còn chúng ta cứ nghĩ làm sao cho mình về phần mình, được của mình, thì xin thưa quý vị, nó bó buộc mình, nó cụm mình lại. Cho nên cái sinh tử, cái chuyển lưng,
nó khổ đau đến với mình. Do đó mình tập, mình tập làm sao mình suy nghĩ đến người, suy nghĩ đến người trước. Rồi từ từ đó, xin thưa quý vị, do cái suy nghĩ đó, cái tâm nó lớn, nó rộng, thì bắt đầu nó sẽ có cái phúc báo nó đến với mình. Nó ngộ lắm. Còn mình nghĩ đến mình là chỉ ở bó buộc của bản thân mình, đôi khi mắc phước. Mà nếu mình nghĩ được người, tâm địa mình mới lớn rộng, mới phước báo sanh. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm phu. Mình làm sao mà nuôi dưỡng cái tâm của mình bằng cái sự tâm lo cho quảng đại quần chúng thì cái lòng tham của chúng ta mới chấm dứt. Bây giờ mình xét lại đi. Quý vị cứ việc, anh chị em huynh đệ chúng ta khỏi dòm ai mà chỉ dòm vào chính mình thôi, thì mình làm được của cải tài sản vật chất thì mình giữ trong nhà của mình, rồi bắt đầu mình đem của cải vật chất ra mình sử dụng. Thì vậy cái mình một ngày tiền của vật chất gì mình sử dụng đó đó, mà mình sử dụng cho mình nhiều, hay là mình sử dụng cho người thân mình nhiều, hay là mình sử dụng cho cái người ở ngoài bên ngoài nhiều, thì mình mới xét lại từ người bên ngoài tới người trong gia đình tới bản thân mình là mình sử dụng cho mình nhiều. Thành ra nếu mà mình có 10.000 thì chắc có lẽ nếu cần thiết mình cũng có thể cho ba cho má mình 5.000, 4.000 được. Nhưng mà tới chừng cho người ta là ít xịu rồi nha. Ở bên ngoài sử dụng không có nhiều. Thì xin thưa quý vị, từ cái chỗ đó mình mới thấy rằng khi mà mình coi lại cái đời sống tâm thức của mình, mình mới thấy rằng tại sao chúng ta trầm luân sinh tử, tại sao chúng ta khổ khó trong cái cảnh này, hết đời này qua đời nọ, hết tháng này qua tháng kia, là tại sao? Là bởi vì chúng ta cứ giữ mãi cái điều này. Nên mình làm sao mình tập cái tâm mình rộng ra. Chính mình tập cái tâm mình rộng ra mới có thể là chúng ta đạp đổ được cái cảnh giới của khổ đau này, mới tiến dần lên cái ngưỡng cửa của giải thoát thanh tịnh. Quý vị nhớ trong chuyện Tây Du Ký á, có những cái vị mà có cái lòng tham rất là lạ. Ví dụ như cái người đời, người tham tiền, tham của, tham cái này, tham kia. Nhưng mà quý vị có khi nào nghĩ rằng tham chùa, tham chiền, rồi đến nỗi tham áo cà sa, đến nỗi là tham sâu chuỗi. Mỗi người ta có cái tính tham nó lạ. Thành ra trong chuyện Tây Du Ký nhắc lại một nhân vật, đó là ngài Kim Thiền Trưởng Lão. Ông này có 999 cái áo cà sa. Ông nghĩ rằng là chắc cà sa ổng là khó ai bằng, ổng sưu tầm dữ vậy. Quý vị biết một diễn viên, một minh tinh màn bạc, rồi bây giờ cũng 100-200 cái áo cà sa thôi. Nhưng mà Kim Thiền Trưởng Lão 999 cái áo cà sa. Mà Ngô Thừa Ân cũng hay chứ, không dùng con số nào mà dùng con số 999 không à. Tột cùng của cái sự ham muốn. Thế mà gặp cái áo cà sa của Trần Quyền Trang Tam Tạng, rồi là bắt đầu là nheo nheo mắt đi. Phải mà bằng đạo mà có nó trong nhà à, mà bằng đạo đó nha, coi một đêm một người chết cũng được. Rồi tới chừng mà mượn được cái áo cà sa rồi mà để ở trong phòng mà coi một đêm mà được không à, khóc hu hu liền. Phải làm sao lấy nó mới được. Rồi có hai đệ tử là Quản Trí, Quản Mưu, nó tính với nhau. Thằng Quản Mưu nó sao giờ đâu có gì khó, kêu lính nhảy ra đâm chết 4 thầy trò thì lấy áo cà sa. Quản Trí nó đâu được. Mấy người kia thì bình thường, nhưng cái người đệ tử mà mặt lông đó ra giỏi lắm sao được. Thôi đưa vào Quan Âm Cát cho nghỉ ngủ ở đó, phá cửa lại, chắc củi xung quanh đốt. Tới chừng mà sáng đốt cháy rồi, cái nói tại quả hoạn chết, mình lấy áo cà sa đâu ai đổi thừa mình. Mà gặp ông Tề Thiên, ông còn hay nữa, ông gặp lửa cháy, ông mượn cái lồng chụp của Tứ Đại Thiên Vương, ông thổi cái chùa cháy tan nát hết rồi. Quý vị biết, vậy thì Kim Thiền Trưởng Lão đại diện cho lòng tham. Mà hễ tham rồi là trí với mưu nó nghĩ nó khởi lên liền. Quản Trí, Quản Mưu là đệ tử của ông,
mà quản trí quản mưu là đệ tử của lòng tham. Thấy ai cái gì là bắt đầu mình khởi lên tìm cách mình lấy. Thấy sắc đẹp khởi lên tìm cách đem về, dù đó là con vợ của người khác. Thấy tiền của khởi lên tìm cách đem về mặc dù không phải của mình. Quý vị nghĩ xem, tu cỡ như Kim Thiền trưởng lão mà giữ lòng tham như vậy thì trầm luân sinh tử làm sao mà thoát được. Thì nó cũng thể hiện cái tập tính của chúng ta. Mình coi lại mình, cái đời sống tu tỉnh của mình như thế nào, dòm lại để coi mình nặng cái gì, cái lòng tham mình đặt nặng vào chỗ nào, để mình tìm cách mình tảo trừ nó, mình diệt nó đi. Thì được như vậy, cái đời sống của chúng ta mới có thể bình an. Và tập cái hạnh bố thí đó cho nó lớn lên, cho có trí tuệ lên, để đừng thấy cái người thí vật thí và người vật thí, thọ thí mới đoạn được cái lòng ham muốn của mình. Một khi mình cho ai với cái tâm từ bi đó, là hạnh phúc nó đến với tâm mình. Mà hạnh phúc đến đó mình không mong cầu, hãy mong cầu được cái này được cái kia, thì cái tình thương đó, cái sự bố thí đó còn hơn là cha mẹ cho con đó. Thường thường mình thấy cha mẹ cho con là quý, không có còn suy nghĩ gì nữa, phải không? Nhưng mà đôi khi nó vẫn còn mon man ở trong lòng, nó vẫn còn suy nghĩ trong lòng là mình lo cho con, để rồi lớn lên con mình nó lo lại cho mình. Mình giúp con để rồi con nó sẽ báo hiếu đồ lại này kia cho mình. Bởi mình đẻ nó, mình nuôi nó. Thì trên tinh thần của tục đế là như vậy. Nhưng mà chân đế thì chưa phải vậy đâu. Cái đứa con mình sinh ra, nếu như nó là trả nợ, thì dĩ nhiên nó sẽ làm hết mình để nó trả. Nhưng đứa con mình sinh ra nó thuộc về đòi nợ, thì quý vị nghĩ coi, mình mằng chốc da lưng để mình nuôi nó mà dạ dạ với nó ngược lại nó, không có dám nói gì nữa. Vậy thì chưa hẳn là mình cho con mình giúp đỡ con mình là ba la mật. Bởi vì ba la mật là không thấy mình, không thấy người, không thấy vật, mà mình giúp để mình mong cầu để được đền đáp một cái điều gì đó. Thì chính cái mong cầu đó nó mất đi cái phước báo của mình. Từ chỗ Đức Thầy dạy mình, giúp người đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Để rồi mình làm sao để mình giúp người. Quý vị biết bạc vàng có cái gì quý hơn không? Thật sự là quý. Nhưng mà mình giúp người bằng cái tâm không, bằng cái tâm bất vụ lợi, chỉ nhằm mục đích là đem sự an lạc cho mọi người, thì ngay cả bạc vàng cũng không thể quý báo bằng. Thì chính cái sự quân tập này nè, nó tạo cho mình bằng một cái nền tảng của cái đời sống tu tỉnh, mình mới có thể chiếu sâu hơn được. Trong tinh thần Bồ Tát Đạo là chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cho nên trên tinh thần của Bồ Tát Đạo, trên tinh thần của bố thí ba la mật, thì ngay cả mọi dạng vật nó không thấy, thì cái khổ đau mới chấm dứt. Còn mình còn mong cầu, mình còn muốn cái này, mình còn muốn cái kia, cho nên chính cái điều đó nó chưa thật sự là chấm dứt khổ đau. Ra bây giờ mình đang làm cái việc thiện, làm việc lành, làm cái việc mà bố thí giúp đỡ cho mọi người, thì cô bác anh chị em mình phải làm sao chấm dứt được cái khổ đau này mới được. Bằng cách là đừng để cho tâm mình dính vào cái lời cho, vật cho hay là của cho. Dính vào lời cho là sao? Cho nó 3-4 lần mà nó không có cảm ơn cái gì hết trơn. Và dính vào vật cho người ta đó nha, có một bao gạo người ta ăn một năm trời mà nhắc hoài à. Hay là dính vào cái danh cho, mình bắt buộc người ta phải làm sao ca tụng mình, hay bắt buộc làm sao cái người khác phải làm sao mà theo một cái lề lối, một cái đường hướng hay một cái chủ trương của mình. Cái này mình cần phải suy nghĩ lại. Nếu mình thật sự đi trên tinh thần bố thí ba la mật. Có nhiều anh em á là đi làm từ thiện về nói với mình nghe, mình nghe cũng có lý hay, nhưng mà tôi luôn luôn suy nghĩ. Ông nói chuyến rồi đi ra cái làng cùi mà cho,
Mà thiệt cái cùi nó nghiệp nặng ghê ông. Mình mới cười cười hỏi sao nghiệp nặng là gì? Cho một phần quà mà kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật mà lấy là không niệm đó. Thà là không lấy, chứ kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật là không niệm. Thì mình nghe ảnh nói là mình thấy cái người này là nghiệp nặng thiệt. Cho một phần quà mà niệm Phật lại không chịu niệm. Nhưng mà xin thưa vậy để chừng xét lại người ta Thiên Chúa. Như không cái mình cho người ta có một phần quà, mình bắt ta bỏ đạo người ta đâu có chịu. Thì nếu anh đã thật sự bố thí mà giúp đỡ người ta thì thôi, chứ mắc gì phải làm sao mà theo tôn giáo mình hay theo này theo kia thì sao được. Thành ra mình cứ bằng tấm lòng của mình đưa đến thể hiện là được rồi. Không nhất thiết phải bắt người khác phải theo tôn giáo, theo đường hướng, theo chủ trương, theo cái gì hết trơn á, mà bằng cả một tâm từ. Thì chính cái điều này nè, xin thưa quý vị, người ta mới mến. Người ta mới mến thì mình mới nhiếp quá đường ta. Cho mà người ta khổ đau, cho mà người ta buồn phiền, cho mà người ta bức rứt, thì làm sao mình có thể nhiếp quá được. Cái người thật sự nhiếp quá là cái người đem cho người khác niềm vui. Thấy cái cách mà người ta cho mà trên tinh thần của truyền bá đạo là như thế. Truyền bá đạo pháp trên tinh thần bố thí nhiếp quá là làm cho người khác được bình yên, mà không cần nói tới giáo lý luôn, mà người ta vẫn là nghe. Quý vị thấy siêu xuất không? Tôi nhớ cái thời mà bên Trung Quốc đó, sau khi Mao Trạch Đông mà chiếm được đại lục, thì một cái số mà các vị chư tăng, những người tu hành nhiều đợt chạy qua Đài Loan lắm. Thì mới ban đầu thì chạy ít người, cho nên các chùa người ta chứa, mà tới chừng qua đông quá rồi người ta đóng cửa, người ta không chứa nữa, người ta không chịu chứa. Thì cái nhóm các sư các thầy đồ đi qua đó, chùa người ta đóng cửa hết, ta không chứa. Mấy ông này ông nói tèn ơi, tưởng đâu qua đây tình huynh nghĩa đệ tu hành với nhau sang sớt rồi cái chịu đựng cho nhau, mà cuối cùng qua đây mấy ông không cho ở, rồi ở đâu bây giờ, đứng nhóng nhóng ngoài đường hoài. Thì lúc bây giờ có mấy ông cha nhà thờ đi ngang gặp, cái hỏi ủa mấy thầy làm sao, nói tôi qua bên đây mà không chỗ ở, đi vô nhà thờ tôi ở, cho vô nhà thờ ở. Rồi giờ mấy ông tụng kinh gì, đi mua kinh gì cho tụng, thấy không có tượng Phật, mua tượng Phật về để cho thờ luôn, trong nhà thờ mà có cái chùa vậy. Rồi từ từ rồi mấy ông sư đó tu mới suy nghĩ, tèn ơi mình tu ra đạo Phật mà mấy ông sư cũng đồng đạo Phật chung như không giúp mình, mà mấy ông Thiên Chúa giúp mình, thôi theo đạo Thiên Chúa luôn. Rồi từ đó cái nhóm đó lại bắt đầu thấy rằng cái bác ái, cái từ bi của mấy cái người mà trong đạo Chúa nhiều hơn là đạo Phật. Vì thì người ta không có cần kêu gì chứ, nhưng mà thể hiện cái tấm lòng từ bi chân thật. Xin thưa vì mình anh em mình hòa hảo, đạo của Đức Thầy dạy là Phật giáo hòa hảo, thì mình hòa hảo thiệt, hòa hảo bằng trái tim, cái tấm lòng của mình để cho người khác cảm mến. Để mình nói mình hòa hảo mà ai đụng với mình cự người ta, ai đụng tới mình chửi người ta, thì nó không thiệt. Trên văn nghĩa văn tự là gì? Cái này nó chỉ phản ứng cá nhân một vài người thôi, nhưng mà ý của tôi nói nếu chúng ta tập được hết tất cả huynh đệ anh em chúng ta đều bằng trái tim của người tu hòa hảo, của người con hòa hảo trong cái đời sống hàng ngày của mình nè, xin thưa quý vị, cái tinh thần nhiếp quá của mình rất cao. Bởi vì cái chủ trương, cái qua cái đường hướng của Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy, đó là tinh thần nhân đạo, lấy tứ ân làm nền tảng căn bản. Từ chỗ đó biết chia sẻ, biết thương yêu, biết động viên, biết xích lại gần nhau trong cuộc đời sống tu. Do đó mình phải làm sao thể hiện cái hòa hảo chân chính của đời sống tu tập của mình trên tinh thần từ thiện, giúp đỡ mọi người bằng nội tâm của người vững chãi thánh thơi, bằng nội tâm của một người biết tu tập, bằng nội tâm của con người biết chia sẻ. Thì như vậy cái bố thí của mình mới đem lại an lạc cho mình và an lạc cho người. Thì đây mới thật sự là cái đích thực ba la mật trong cuộc sống. Vậy thì chư đồng đạo cùng tôi, tất cả mà anh chị em của chúng ta trong đời sống này chúng ta luôn làm được. Nhìn lại, mình cầm tiền mình cho người khác thì đồng nghĩa với chúng ta bố thí vì cái tâm gì ha? Khi mình nói một lời đạo đức, mình khuyên người khác tu hành, hay mình động viên người nào đó hành đạo,
thì bằng cái tâm gì? Thật sự là từ bi để chia sẻ, để đưa lên hay không? Hay bằng một cái nội tâm để nhận chìm người ta? Hay là mình vô quý thí, mình thả một con cá, mình phóng sanh thả cá vì cái tâm gì vậy? Bây giờ cái loài vật đó nó sợ, nó đang bị đe dọa về sinh mạng của nó, mình thả nó ra sông là mình vô quý thí, mình từ bi. Nhưng mà thật sự mình thả nó vì ai? Nếu mà vì con cá thì thôi, thả cho nó sớm sớm nó ra sông cho rồi. Còn cái này nhiều khi mình vì mình cầu, mình cúng, cái chừng thả xong phình bụng hết rồi, hết đường lội rồi, nhớt nhau gì nó khô hết trơn rồi, thì mình mới thấy thật sự chưa phải là ba la mật. Ra mình từ cái tâm đó để mình làm, để mình thấy rằng mình xuất phát từ tâm gì mới được. Thì xin thưa cùng với tất cả cô bác, anh chị em, huynh đệ và chư đồng đạo, trong cái buổi nói chuyện này chúng ta tìm hiểu về vấn đề bố thí, để thấy rằng cái đời sống tu của mình cũng như tất cả quý vị cùng tôi, làm sao chúng ta làm bằng xuất phát từ một cái tâm từ, từ một sự yêu thương chân chánh, từ một thể hiện tấm lòng chân thật, để hoàn mỹ cái đời sống tu hành, để từng cái nấc thang này nè mà mình mở rộng tâm mình ra. Phật môn dục nhập tiên khai tâm môn thức Phật hòa. Muốn vào cõi Phật phải mở rộng cõi lòng mình ra, để mình với Đức Phật đồng hòa. Mình làm việc Phật mà tâm mình nhỏ thì cái việc Phật đó cũng không thể thành tựu. Mình làm việc thiện mà tâm mình bé thì cũng không thể thành tựu. Hãy mở rộng tâm mình ra bằng tâm lớn, để mình sống được với trí tuệ tâm, từ bi tâm, thì xem như đời sống của mình bình an và yên ổn, và từng việc làm của mình đem lại cái phước báo hoàn mỹ, và nhất là cái sự thảnh thơi trong đời sống của mình. Nếu làm được như thế, trong cái chương trình mà chư đồng đạo cùng tôi vừa bàn, thì chắc có lẽ trên mặt pháp hiểu thì chúng ta hiểu như vậy. Quý vị cùng tôi về nhà mình cố gắng phấn đấu, hay phấn đấu ngay trong giờ phút này, để làm sao mình đừng dính vào vật cho, đừng dính vào danh vọng, và đừng dính vào ai phải là người nhận, thì coi như trí tuệ có mặt ngay trong hành động của mình. Thì xin thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay tôi có một vài điều tâm tình bàn bạc cùng với tất cả chư đồng đạo của chúng ta như thế. Để tóm kết buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta chỉ cần nhớ một việc thôi: làm gì đừng chấp tâm. Bất kỳ làm cái gì giúp ai cũng vậy, đừng thấy rằng mình là cái người ban ân, mà chúng ta phải thấy rằng mình là người nhận ân. Như vậy thì đời sống của chúng ta nhẹ nhàng. Thì thôi, buổi nói chuyện đến đây là xin hết. Xin cảm ơn chư đồng đạo đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.